Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái map parkour thành bầu trời mới. Cái map này nó update nhằm cái sự kiện lễ Giáng sinh ấy. Các bạn có thể vào đây để trải nghiệm cái băng tuyết cực kỳ lạnh lẽo trong cái map này. Vâng, mình vào đây thì mình thấy chóng mặt thôi. Chứ còn lạnh lẽo thì thực sự bên ngoài cũng khá là lạnh rồi. Chứ không phải vào đây mà cảm giác lạnh hơn. Đấy, cái chỗ này thì thực sự nó rất là cao. Nên bạn nào có sợ độ cao thì các bạn phải luyện tập hơi bị nhiều ấy. Mình hồi đầu mình chơi cái này chóng mặt cực ấy. Còn cái đằng cưa kìa, sợ nhất cái bà đằng cưa. Ôi thôi xong rồi, làm gì mà căng vậy, không bị răng cưa cắt thì bị rớt ạ. Xàm vãi nồi. Đấy, trời ơi, sợ cực. Vâng, bây giờ tay mình bắt đầu ra mồ hôi rồi. Cảm giác rất là run. Rồi, cái chỗ này thì cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần nó chạm đất một cái là nhảy liền là được. Người thanh niên kia, nhảy đi bạn ơi, đừng đợi nó xoay mà chết giờ. Các bạn kia không biết là vẫn đang còn nhảy kìa. Rồi, vâng, chắc là té chết rồi. Đây, vâng, phải nhảy luôn cơ. Các bạn đừng có chơi kiểu dậm chân như thế là sẽ bị rớt đấy. Vâng, mấy bà kia chắc không biết nhảy đi từ xa rồi. Vâng, thanh niên bung kìa, vãi cả nồi. Vâng, nếu các bạn muốn biết đi bung như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đấy, nhảy qua luôn. Cái này không cần phải nhảy xuống cái nấc ở dưới. Tại vì nấc ở dưới các bạn cầm vũ khí cùi bắp cơ. Còn vũ khí VIP thì các bạn không cần đi cái nấc ở dưới chân làm gì. Đấy, mấy cái này thì đơn giản thôi nhỉ. Vâng, cảm giác sợ độ cao vẫn còn. Gì đây? Đấy, úi dồi ôi. Bây giờ xuống kiểu gì đây? Bây giờ vũ khí VIP. Ok, đừng thổi, hay quá. Vâng, đừng ai thổi em nhá. Và mình đợi cái kia nó thổi một cái là mình nhảy xuống luôn. Mệnh sợ lắm cơ. Rồi may quá. Rồi, thật sự là nó rất là ra mồ hôi tay em ạ. Thì nó có trật cái chỗ nào thì em cũng thông cảm. Thực sự cái chỗ này nó cao quá. Ủa ôi, úi dồi, bình tĩnh xem nào. Rồi bay đi bạn ơi, fly. Úi dồi, tuy nhiên cạn lời. Vâng, quá đen. Chúng ta sẽ cùng lên cái nấc cao nhất để nhận phần thưởng. Cái gì đây? What the fuck? Úi dồi. Tôi là ai? Tôi là đâu? Khó hiểu nhở. Tự dưng mình bị bung hay sao ấy. Cái hình như là cái map bị lỗi rồi. Con thiên kia đang làm gì đấy? Ngồi soi gì đấy bạn này? Cái khe hẹp đấy nó không có tác dụng gì đâu. Không lên được này. Vâng, không lên được. Vãi nồi. Rồi ok. Nếu các bạn bị không lên được thì các bạn hãy chúi mặt, chúi cái mặt xuống dưới đất và các bạn đi lên thì sẽ được thôi. Cái này nhảy nấc thứ hai nhở, cầm vũ khí VIP thì nhảy nấc thứ hai. Đấy, vẫn nhớ anh em ạ, thực sự vẫn nhớ. Ý, mình qua được bạn ê. Và không biết là vũ khí VIP hay là vũ khí thường nhảy nấc thứ hai. Như vũ khí thường các bạn cũng thử nấc thứ hai xem. Rồi ok, bay đâu ấy. Vâng, hình như nãy được đồ gì nhỉ? Mình không để ý lắm. Vâng, quan trọng là cái map nó vui thôi. Còn đồ là một cái thứ tất yếu để chúng ta có thể duy trì được cái arc của mình. Đấy, các bạn có thể chơi cái arc này để kiếm thêm đồ. Đấy, các bạn thấy đồ free nó ngon không ạ? Cái này hình như là có thêm thiên phú ấy. Anh em hãy chơi nhiều cái mấy cái map này để kiếm thiên phú. Chắc xem mình sẽ kiếm... thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi đường tắt luôn nhỉ? Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.